Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại quay trở lại cái chương trình nghiên cứu về bê tông siêu tính năng. Video lần này sẽ trình chiếu với các bạn về các cái việc thử nghiệm các cái tính chất cơ lý của bê tông siêu tính năng. Ví dụ như đây chẳng hạn, chúng ta đang xem một cái phép thử kéo trực tiếp, tính chất kéo trực tiếp của bê tông siêu tính năng. Tính chất này rất là quan trọng, nó liên quan đến việc tính toán kết cấu. Như là bê tông siêu tính năng kéo trực tiếp đây thì chúng ta nhìn thấy cái việc xuất hiện vết nứt đầu tiên, người ta gọi là first micro crack. Đấy, chúng ta lại nghe tiếp tục một vết nứt nữa. Chúng ta sẽ xem thử xem là cường độ có vượt lên được 53,5 bằng cái giá trị cực đại như đấy không. Thì vấn đề là vai trò của cái sợi trong hỗn hợp bê tông siêu tính năng. Mặc dù là vết nứt có xuất hiện và có mở ra một chút, nhưng vai trò của sợi đang phát huy. Và cái vết nứt này chúng ta nhìn thấy nó chưa mở rộng, mà nó xuất hiện thêm một số vết nứt khác qua cái tiếng crack crack chúng ta nghe thấy đó. Hiện nay lực kéo lên 52 MPa, tương ứng 10,9. Đấy, chúng ta lại vừa nghe thấy tiếng crack tiếp, lại xuất hiện tiếp các cái vết nứt khác, các cái vết dạng khác. Có nghĩa là cái bê tông này rất là dẻo dai. Cứ mỗi lần có một tiếng crack, tức là nó xuất hiện vết dạng, thì cái cường độ nó tụt xuống một chút. Nên là cái khác là cái ống suất nó tụt xuống một chút. Tuy nhiên là sau đó thì nó lại tăng trở lại. Thế và khi xuất hiện nhiều vết nứt micro crack thì cái vùng biến dạng của nó sẽ lớn hơn, kéo dài hơn và vẫn duy trì được cái ống suất. Hay nói cái khác là bê tông nó có khả năng về dự trữ cường độ hay là an toàn cao hơn. Chúng ta tiếp tục sang cái phần thử cường độ trụ ném của bê tông trên cái mẫu trụ D100H200mm. Chúng tôi tăng cái tốc độ video quay ở đây. Thực tế thì tốc độ gia tải chậm hơn rất là nhiều và chúng ta sẽ nghe có thể có một cái tiếng nổ. Gây cái ứng suất, và cái ứng suất đấy khi phá hủy mẫu thì nó gây ra cái tiếng nổ. Chúng ta nhìn thấy các cái sợi thép đan xen ở trong cái mẫu, các cái sợi micro steel fiber, tức là sợi mịn. Tiếp theo là phép thử về chịu uốn của bê tông trên cái mẫu 10 x 10 x 400 mm, 100 x 100 x 400 mm. Cái mẫu này người ta có thể để thử để xác định cái chỉ số dẻo dai của bê tông. Mẫu sau khi kéo chúng ta cũng nhìn thấy các cái sợi. Và đây là chúng ta thử hệ số qua sông và mô đun đàn hồi đối với lại cái chịu nén trên cái mẫu trụ D100H200mm. Trên cơ sở này người ta sẽ tính toán cái xác định được cái mô đun đàn hồi cũng như là cái hệ số phát sông của vật liệu bê tông PC. Như vậy là trong cái video này chúng ta đã xem một số cái chỉ tiêu, và tiếp theo là chúng ta sẽ thử cái cường độ chịu uốn trên cái mẫu lăng trụ lớn, tức là mẫu 150 x 150 x 600 mm. Mẫu này rất ít khi làm, nhưng mà cái thử uốn trên cái mẫu này thì nó mô phỏng đúng cái làm việc thật của kết cấu, vì mẫu này rất là to nặng và bộ gá của nó cũng lớn cho nên là ít khi làm. Mẫu này được thiết kế là 150 x 11 MPa, tức là 155 cường độ chịu nén và 111 MPa cường độ chịu kéo cực hạn. Thường thì cái cường độ chịu kéo cực hạn nó chỉ khoảng độ 75% hoặc 80%. Chúng ta đã xem xong các cái phép thử tính chất cơ lý cơ bản của bê tông siêu tính năng Ultra High Performance Concrete. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt các bạn.